Ngày 20 tháng 1, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố 8 cán bộ công tác ở nhiều sở, phòng có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021. Trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 2021, tại buổi thi chuyên môn nghiệp vụ của kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn, ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng. Do có dấu hiệu lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước nên ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước, ra quyết định khởi tố 8 bị can, trong đó 7 người là cán bộ thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, một người là cán bộ phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn. Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã cấu kết để trao đổi đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.